Xin chào quý vị, Hải Cao Minh đang có mặt ở đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Đà Lạt, ngay khu du lịch Thác Cam Ly. Đây là hướng đi về phía bắc của Đà Lạt quý vị. Thác Cam Ly ngày nay cũng là điểm tham quan khi du khách đến tham quan thành phố, đặc biệt là ở đây gắn liền với bài hát Thác Cam Ly mối tình đầu nhan dở đó. Đây là cổng chính đi vào thác nè quý vị. Đây là trưa ngày 9 tháng 7 2017. Đó, vì không có thời gian nên chỉ quay ngoài cổng thôi. Quý vị lên Đà Lạt, nếu có điều kiện sắp xếp được, hãy một lần đến với địa danh nổi tiếng gắn liền với Cam Ly, với sân bay Cam Ly, với nhà thờ Cam Ly, với những chuyện tình hoài niệm. Ok, Hải Cao Minh đã có mặt ở thác Cam Ly, Đà Lạt quý vị. Thank you, see you.